Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ các nét vẽ polyline trong phần mềm AutoCAD 2015. Polyline thì để vẽ nó, chúng ta sẽ vào Home, mục Draw và các bạn sẽ thấy chúng ta có polyline đây. Và các bạn có thể thấy lệnh tắt của nó là PLine, tức là PL. Các bạn có thể kích vào đây để gọi lệnh hoặc chúng ta sẽ gõ PL trên bàn phím và Enter. Phần mềm bảo rằng chúng ta hãy lựa chọn điểm đầu tiên để bắt đầu vẽ. Và mình sẽ chọn tọa độ là 0, Tab 0, Enter. Sau đấy các bạn thấy rằng chúng ta có thể vẽ cách là rất là ngẫu nhiên như thế này. Đấy. Các bạn thử bây giờ thử vẽ thế này đấy nhé. Và mình sẽ kết thúc lệnh. Đấy. Các bạn có thể kích vào đây. Thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái đường vẽ liên tục với gồm nhiều nét vẽ như thế này. Đấy, nó là một cái đối tượng thống nhất. Mình sẽ thực hiện lại lệnh. Mình gõ P, L, mình Enter. Mình sẽ chọn điểm đầu tiên, 0, Tab, 0, Enter. Chúng ta sẽ có các cái lựa chọn trong cái hộp thoại. Đầu tiên là lệnh Add, tức là vẽ cung tròn, hay là len, vẽ theo đường thẳng. Mặc định nó là len. Đấy, mình có thể vẽ đường thẳng như thế này. Đấy. Hoặc chúng ta có thể gõ A, Enter, để vẽ một cái cung tròn như thế này. Đấy. Mình sẽ quay lại L, để vẽ đường thẳng. Đấy. Đấy. Các bạn thấy rằng ngoài ra chúng ta có các tùy chọn như là width, tức là độ rộng của nét, half line, half width, tức là một nửa cái độ rộng của nét, hay là curl thì để đóng kín cái chuỗi lệnh. Giả sử như mình sẽ gõ width, mình gõ V kép, mình enter. Đấy. Các bạn thấy rằng nó bảo rằng các bạn muốn xác định cái điểm bắt đầu thì cái độ rộng của cái đoạn đầu của cái nét vẽ là bao nhiêu. Mình giả sử mình cho nó là 10 chẳng hạn, mình enter. Sau đây nó hỏi rằng cái điểm kết thúc của cái nét vẽ đã có độ rộng bao nhiêu. Mình cho nó là 10 luôn. Mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ vẽ được một cái nét vẽ dài như thế này. Đấy. Đấy là cái công cụ width. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng width, đấy, mình sẽ vẽ lại L, enter. Mình kích vào đây để bắt đầu. Mình gõ với kép, mình enter. Tương tự nó sẽ bảo rằng cái điểm bắt đầu chúng ta là bao nhiêu, mình cho nó là 10 chẳng hạn. Đấy, thế cái kết thúc nó sẽ là bao nhiêu, mình cho nó là 2 thôi chẳng hạn, mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa, bây giờ chúng ta đã tạo ra được một cái nét vẽ với cái đoạn đầu có độ dài là 10 và cái đoạn cuối nó có độ dài là 2. Đấy. Tiếp theo mình sẽ sử dụng các công cụ khác. Đấy, mình chọn điểm đầu tiên ở đây. Đấy. Ở đây mình sẽ không chọn width nữa, mình chọn half width, tức là một nửa. Đấy, mình kích vào half width hoặc là mình gõ lệnh H, enter. Tương tự nó cũng bảo rằng là các bạn muốn chọn cái nửa, một nửa của cái đoạn đầu tiên nét vẽ sẽ dày bao nhiêu. Mình sẽ cho nó là 1. Đấy. Cái kết thúc nó sẽ bao nhiêu, mình sẽ cho nó là 5 chẳng hạn. Mình enter. Đấy, mình kéo ra. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta đã tạo ra được một cái nét vẽ với một nửa ban đầu, một nửa thôi nhá, là 1, và một nửa còn lại của nét vẽ ở đây. Đấy, một nửa của cái này thôi là 5, tức là tổng độ rộng sẽ là 10. Đấy. Mình sẽ thực hiện lại một lần nữa các lệnh. Đấy, mình chọn điểm bắt đầu là đây hả? Đây. Đấy. Mình cho nó là V kép, cho nó độ dày là 10. 10, enter. Chúng ta sẽ vẽ rất là tự do như thế này. Đấy, có thể gõ A để vẽ cung tròn. Đấy. Và quay lại L để vẽ đường thẳng. Đấy. Tương tự các bạn có thể sử dụng các công cụ bắt điểm và gióng như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Và chúng ta sẽ sử dụng lệnh Close, mình dễ ăn C, Enter. Đấy, để kết thúc lệnh. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái đối tượng polyline có khép kín như thế này. Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể vẽ các cái đường thẳng polyline trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.